em cái thằng family á đứng trên đó giữ trụ thì giữ trụ đi, còn xả kêu xuống với anh em mình nữa. Em cho family rồi, anh em cứ theo tọa độ của ba, giữ cổng chân cầu thang không lên trụ thì đến trên lan thôi nha, đến trên lan thôi nha, anh em cố gắng lên nào. Anh em ở ngoài cổng vào cổng lên nào, những anh em đang còn ở ngoài cổng vào cổng lên. Mình nhắc lại, những anh em đang còn ở ngoài cổng vào cổng nào, cố gắng bám trụ nào. Để có hết chế độ ưu tiên đến người chơi nha anh em ơi. Thế nào chết chạy lại hồ liên tục. Anh em ở bên ngoài cổng vào cổng nào, anh em bên ngoài cổng vào cổng nào, đến dưới chân cầu thang, cố gắng nào. Mấy anh em kệ bên Phong Vân đi, cứ vô cổng đi rồi đánh tranh đánh chiến lan nè. Phong Vân kệ nó đi. Đúng rồi đấy, Trần Hòn nó đúng rồi đấy. Cố thủ nói anh em ơi. Anh em tập trung nào. Cháu đừng có phá nha. Nói không nghe, lực bên tớ yếu mà cứ tràn xuống mà đánh bọn tớ là chết thành không có kíp mà lấy đâu. Anh em ở ngoài cổng thì vào cổng đi nào anh em ơi. Phóng anh em ơi, chiến lan ập xuống rồi. Anh em là dần tay lên tốc độ liên tục nào. Đường môn đặt phun bẫy nào. Hoa sân nổi cứ thế bút down đi. Cố gắng nào anh ơi. Anh em là còn ở dưới phượng tường lên thành như nào. Những anh em dưới phượng tường lên thành nào, anh em ngoài cổng vào cổng nào. Bỏ qua Phong Vân nha anh em, cố gắng vào trong thành như của mình. Bỏ qua Phong Vân. Alo, ông kêu mấy ông bên family đừng xuống chân cầu thang nha. Ông kêu mấy ông family đừng xuống chân cầu thang giùm mình nha. Anh em ở ngoài cổng vào cổng nào anh em ơi, đừng lên cầu thang nha anh em ơi. Alo, cậu út mì tây, ông bảo anh em bên băng cố thủ trụ 1 trụ 2 nha, đừng xuống chân cầu thang. Nghe không ạ? Cậu út mì tây nghe không ạ? Trời ơi, thằng bị family xả kêu xuống giết không à trời. Đứng xuất giả cộng mất kìa. Alo, nghe anh cậu út rồi, ông bảo anh em bên bang rút hết về trụ 1, trụ 2, đứng mép trên cầu thang nữa, nghe không ạ? Mày đứng xích vô đây, dưới này để tình anh em thủ cho. Rồi, những anh em ở ngoài cổng thì cố gắng vào cổng nào, đừng lên cầu thang nào, cố gắng nào anh em ơi, lên tốc độ liên tục nào.
cố gắng chết lại chạy lên nha, chết lại chạy lên liên tục giùm mình nha anh em ơi, chết lại chạy lên. Toàn bộ anh em vào nào, vào cổng nào, vào cổng, áp sát cổng nào. Tất cả anh em, toàn bộ anh em vào cổng nào, đừng đứng ngoài nữa. Anh em vào hết cổng cho mình, vào hết cổng cho mình. Chết là chạy lên liên tục cho mình nha. Chết rồi, 100% vào cổng đi, Chiến Lan ập xuống rồi. Tập trung đôi cổng anh em ơi, tập trung đôi cổng, tất toàn băng tập trung đôi cổng. Toàn băng tập trung đôi cổng. Cố gắng đánh dần vào, đi thêm một khối, anh em cố gắng đi thêm một khối. Ua vào một lần. Tập trung đôi cổng nói nhá. Nhào vô. Anh em vào cổng đặt bom đặt bẫy liên tục nha anh em ơi, cố gắng nào. Chết là chạy lên nha, không lên cầu thang nha. Anh em cố gắng chết là chơi lên liên tục nha anh em ơi, cố gắng chết là chơi lên liên tục. Vào được cổng anh em cố gắng nào. Cứ được dồn lại một khối trước đi, dồn lại một khối trước đi. Anh em cố gắng dồn thành một khối ở đầu cổng rồi ùa vào một lần anh em ơi. Xuống rồi lên đây mẹ family đó. Tập trung nào. Tập trung nha anh em ơi. Rồi tất cả vào nào. Vô. Go. Alo cậu út mình đây, bảo anh em bên family cố thủ chân trụ nha, đừng xuống chân cầu thang nha. Chết anh em bọn tôi, chết dở. Anh em vào cổng là đánh ngay cổng luôn chứ không lên cầu thang nha anh em. Có một con đông đao trên family nó xả kêu xuống hoài luôn. Đứng xích ra cổng chút bất hiện. Tiếp tục dồn lại một khối. Em đứng sát ngay cổng luôn á, nó xả kêu cũng dính em à. Thank you.
Family nó cứ xả kêu cho anh em mình hoài vậy trời. Cố gắng lên nào anh em ơi. Bên kia cũng có một hai. Anh em đừng lên mấy nữa và chịu khó đứng sát vào cái chỗ cổng ấy là nó không xả kêu được. Anh em nghe rõ không ạ? À? Tôi còn nói giữa hai bên ấy, anh em có gì thông cảm nha, cố gắng cứ theo tọa độ của băng mà lên nha. Ngày càng ít người vậy, còn mấy anh em đâu hết rồi? Rồi ok, anh em cứ an tâm mà công Long An đi. PT của Ngân Long với PT của Trần Hoan chạy về thủ phường Tương dùng tới nào. Dồn lên phải chút xíu, dồn lên phải chút xíu, bị tụi Chiến Lan đẩy lui rồi. Dồn lên phải xíu đi anh em. Nó chạy auto, nó đứng ở trụ 1, trụ 2 thôi, nó không vào trong trụ giữa. Trần Hoàn với Ngân. Anh em cùng lắm bỏ Phượng Thường luôn đi. Trần Hoàn ơi, về sao phụ qua Phượng Thường cái. Trần Hoàn với Ngân Long về phường tường thủ phường tường chúng mình nào. Còn là toàn băng vẫn cứ ở theo tọa độ. Anh Trần Hoàn về Sa Phô về phường tường. Alo Trần Hoàn Ngân Long về phường tường nào. Trần Hoàn Ngân Long về phường tường nào. Lấy lại thành của mình nào. Về rồi. Ok. Dương PT của Trần Hoàn với Ngân Long trong nhà cố gắng lên lại thành của mình nha. Còn là toàn thể nhá, vẫn theo tổ kiên ba. Cố gắng nào. Phương tường an toàn nha. Ok. Nói chung Trần Hoàn với Ngân Long nhìn được tình thế mà lên với xuống nha. Trần Hoàn với Ngân Long nhìn theo tình thế của thôn mà lên với xuống Long An nha, hay không ạ? Toàn bang vẫn tiếp tục theo tốc độ cân bang.
anh em tiếp tục mà chết là chạy lên không nản nào, chết chạy lên không nản nào, tất cả theo tốc độ kim băng, cố gắng phi cái tay dùng mình, tất cả theo tốc độ kim băng. Anh em nào đứng ở góc nào giảm tay bót tốc độ liên tục nha anh em ơi. Ông bảo với bang chủ family nha, nhớ là bảo ông bang chủ nha, lấy được thành ủng hộ ít nhất anh em bên này mỗi người 100 ngân phiếu nha, không phải ít rồi. Cố gắng nào anh em, cố gắng nào, tập trung vào tọa độ kiên bang nào. Thì nhìn bên thôn cho rồi Trần Hoàn với Ngân Long ơi. Ổng cái bang cờ lon nó vào chiếm thôi. Sao trụ hai bang mình bị tụi Vinh BTT đánh, trụ hai thì còn một nửa cây máu, có ạc Nami nào bơm máu được không, qua bơm máu trụ một cái được không? Alo kiếm sầu ơi, có ăn không? Kiếm sầu ơi, kiếm sầu Nami ơi, có ăn không? Về thôn bơm máu, kiếm sầu về thôn bơm máu trụ, kiếm sầu nghe không ạ? À? Kiếm sầu nghe không ạ? À? Kiếm sầu về thôn trụ hai bơm máu dùm cái gần bãi. Ok, kiếm sầu chạy nhanh về thôn bơm máu múa cột trụ hai. Còn lại toàn băng vẫn theo tốc độ kết băng. Cố gắng nha anh em ơi, cố gắng nào. Còn 3 phút nữa thôi anh em, cố gắng nào. 3 phút nữa anh em cố gắng, chết là chạy lên nào. Cố gắng theo tốc độ cân bằng nha mọi người, cố gắng theo tốc độ cân bằng. Vãi, còn có chướng. Không thể chiến, còn không chết được. Tập trung nào, toàn băng tập trung, không để chiến lăng lên trụ nào. Hai phút cuối toàn băng tập trung. Lo công thành một hồi ha, con bố vợ nó đập cho đấy. Cố gắng nào anh em, cố gắng chết là chạy lên liên tục nào. Tình hình dưới thôn sao rồi Ngân Long ơi? Chỗ 2 ok rồi, lên nửa cây rồi. Dạ ok. Đường môn đặt 7 ở góc cầu thang kìa, đừng để nó lên. Cơ bản là bọn nó mạnh hơn anh em mình nhiều, nên nó sót lên là bình thường. Anh em cứ cố gắng thế nào. Thank you.
còn 1 phút anh em. Mili lấy ngựa là phải lì xì mình 1.000 ngân phiếu. Anh em chết là chạy lên dùm mình, theo tốc độ bên vang chết là chạy lên.